Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của cặp đôi này. Cả hai đều đã từng lập gia đình và ly hôn. Nhà gái Lauren có hai đứa con trai vô cùng ngoan ngoãn. Mỗi khi mẹ đi vắng thì chúng nó lại lôi đồ trong nhà ra đốt. Còn bên nhà trai, Jim, có đến tận 3 cô con gái. Xem qua cảnh gà trống nuôi con thì các bạn sẽ hiểu có nhiều chuyện dở khóc dở cười như thế nào, nhất là chuyện chăm sóc cô con gái lớn. Cô bé mặc cảm với chiếc tivi màn hình phẳng của mình nên đã âm thầm nhét đế lót giày bằng cao su vào để biến nó thành tivi màn hình cong. Nửa đêm mượn xe của bố đi công việc và Jim đã từ chối vì con gái chưa đủ tuổi. Anh gặng hỏi mãi cô cũng không trả lời là muốn đi đâu. Bực quá cô hét lớn, con đến kỳ dụng dâu rồi. Thế là nửa đêm anh ta phải lọ mọ đi siêu thị mua đồ cá nhân giúp con gái. Trong lúc đó, anh tình cờ gặp lại cô bạn gái mới hẹn hò hôm trước là Lauren. Cô ấy lỡ tay xé mất tờ tạp chí hở hang của thằng con trai lớn, nên bây giờ phải tìm một quyển khác để lấy ra đống trang bị xé đền cho nó. Nhưng có tìm mãi cũng không biết nó nằm trong quyển nào. Cũng may Jim là một chuyên gia về tạp chí. Anh ta chỉ cần nhìn chất liệu giấy và mực in cũng đủ giúp Lauren giải quyết vấn đề. Tuy họ đã từng hẹn hò nhưng hai người trông có vẻ rất xa cách và gượng gạo. Hóa ra Lauren vẫn luôn ghim chuyện Jim bỏ về giữa buổi hẹn và chỉ trả tiền đúng phần ăn của anh ấy. Điều đó đúng là sự xúc phạm với nữ hoàng tủ quần áo như Lauren. Trong khi đó, Jim cũng không hề thích cô ấy vì lối ăn mặc quá già dặn, nói chuyện thì như bà thím U80 vậy. Hai người vốn không ưa gì nhau ấy vậy mà ông trời lại trêu ngươi để siêu thị đưa nhầm thẻ thanh toán của hai người. Hôm đó Jim đã chủ động đến nhà Lauren để trả lại thẻ. Lúc này, bạn của Lauren xuất hiện và đuổi Jim về. Cô ấy khóc bù lu bù loa lên với Lauren rằng vừa bị bạn trai đá, vì vậy tặng lại cho Lauren tấm vé đi tuần trăng mật tại châu Phi của mình. Nhưng Lauren không biết rằng bạn trai cô ấy cũng là bạn thân của Jim. Vì vậy Jim cũng vừa nhận được tấm vé đi châu Phi với lịch trình giống hệt với Lauren. Thật là một sự trùng hợp cố tình do lão đạo diễn sắp xếp. Vậy là hai người tình cờ gặp lại nhau tại châu Phi. Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên động độ cứ sùng. Bọn họ được chào đón như một gia đình thực sự. Vì đây là kỳ nghỉ dành cho các gia đình đã từng đổ vỡ và có ý định tiến đến hôn nhân với người bạn đời mới, kể cả đối phương từng có bao nhiêu người con cũng không quan trọng. Điều mà kỳ nghỉ này hướng đến chính là để cho những đứa con của khách hàng có thể hòa hợp với nhau. Vì vậy, Jim và Lauren chỉ có hai lựa chọn về phòng ngủ. Lauren chọn phòng người lớn còn Jim chọn phòng trẻ con. Đối với Lauren, đây thật sự là ác mộng khi đứa con trai ăn phải chiếc ba con sói mùi anh đào và tưởng đó là kẹo cao su. Đêm đầu tiên, trong khi các cặp đôi đang âu yếm chèo thuyền lãng mạn trên sông thì Jim ngồi thẫn thờ một mình. Vì rảnh rỗi quá nên anh đã phát hiện một con cá sấu đang rình mò dưới nước. Jim la hét ỏm tỏi lên cho đến khi người quản lý bật đèn lên và nói rằng con cá sấu đó là giả. Ôi con sông quê! Ngày hôm sau, Jim cùng con gái lớn đá bóng, còn Lauren cùng con trai chơi trò đua xe địa hình. Buổi tham quan có vẻ rất vui và yên bình cho đến khi họ được đưa đi tham quan vườn thú châu Phi. Jim đã xúi con trai của Lauren chơi trò cưỡi đà điểu và mặc cho bà mẹ đang vô cùng lo lắng. Cô vội vàng yêu cầu con trai phải leo xuống ngay lập tức. Nhưng Jim đã trấn an cô, hãy yên tâm, có bảo vệ đây mà. Thấy cậu bé đang rất hăng hái, người mẹ chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Điều tuyệt vời là, trong khi Jim là bạn đồng hành thân thiện của hai cậu nhóc nghịch ngợm nhà Lauren, thì Lauren lại là bà mẹ tâm lý đối với các cô con gái nhà Jim. Ngày tham quan thứ hai, Lauren được Jim cho thử chơi trò bay lượn trên không bằng cách ngồi vào sợi dây của chiếc dù lượn, sau đó dùng chiếc xe Jeep kéo đi khắp nơi. Vừa bay lên trời, Lauren đã cảm thấy trò này thật sự thú vị. Nó tuyệt vời khi cô có thể quan sát cả những con vật và khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của châu Phi. Đang hưng phấn thì đột nhiên chiếc xe kéo hết xăng. Lauren bắt đầu hoảng hốt và gào lên, tại sao tôi lại bị lừa lên đây kia chứ? Jim hét lên, khuyên cô hãy thôi kêu ca mà khởi động đôi chân và chuẩn bị chạy đi. Vì không muốn các con hốt xác mẹ nên cô đã rất cố gắng chạy trên không trung. Phía bên dưới lúc này đột nhiên xuất hiện một thứ khiến mọi người hoảng hốt. Một con tê giác đang chặn đường tiếp đất của Lauren. Ôi cái sừng của con tê giác! Cũng may là Lauren kịp dạng hai chân ra nên mới không bị điều gì đó mà ai cũng đoán được. Người phụ nữ này đúng là không phải dạng vừa đâu. Những ngày sau đó, hai gia đình có vẻ thân thiết hơn. Lauren giúp con gái của Jim lau sạch vết bẩn trên mặt, thứ mà cha của cô bé đã vẽ lên và khiến cô vô cùng xấu hổ. Tiếp theo, Lauren tâm sự với cô con gái lớn của Jim để tư vấn kiểu tóc và tâm sinh lý tuổi mới lớn của con gái khiến cô bé tự tin hơn hẳn. Hóa ra trước giờ cô bé đều được Jim đưa đến tiệm cắt tóc nam và mặc quần áo từ cửa hàng của ông ấy quản lý. Những bạn học xung quanh đều nhận nhầm cô là một thằng con trai. Đây là lần đầu tiên cô bé xuất hiện dưới ngoại hình một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc dài, trang điểm nhẹ nhàng và mặc váy hoa rất nữ tính. Cô nhanh chóng nhận được lời mời đi ăn của cậu bạn đẹp trai mà cô để ý từ suốt chuyến tham quan. Ở đây mọi thứ đều hòa hợp, từ hà mã cho đến sư tử. Kia là chú heo rừng bị mất bố mẹ và được gia đình sư tử nhận nuôi.
Người quản lý vừa thuyết trình vừa tự hào vì sự kỳ diệu của tự nhiên. Ai nấy cũng trầm trồ khen ngợi đây quả thực là một điều dễ thương nhất quả đất. Nhưng sau đó chưa đến 30 giây, con heo rừng đã chui tọt vào bụng của con sư tử kia. Làm gì có chuyện em gái nuôi mà không thịt cơ chứ? Sau chuyến tham quan, Lauren và Jim vô tình lọt vào một buổi massage nghệ thuật đôi. Thấy cô giáo hướng dẫn nhiệt tình mời mọc nên họ cũng tham gia thử một lần cho biết. Hai người họ massage cho nhau và trở nên thoải mái trò chuyện hơn trước. Có vẻ như mọi hiểu lầm và thành kiến trước đó đã được xóa bỏ hoàn toàn. Ngay cả cô con gái út của Jim cũng quý mến Lauren. Cô bé sẽ không chịu đi ngủ nếu không có Lauren bên cạnh và Lauren cũng vui vẻ nhận lời du thiên thần đáng yêu ngủ. Thậm chí cô út còn yêu cầu Jim ra ngoài để hai người bọn họ có một giấc mơ đẹp. Đã lâu rồi cô bé không cảm nhận được bàn tay mềm mại và sự dịu dàng của một người mẹ. Giọng hát ru ngọt ngào của Lauren nhanh chóng đưa cả bốn cô con gái của Jim vào giấc ngủ. Jim đứng ngoài lều chắc cũng cảm nhận được bấy lâu nay gia đình anh đã thiếu vắng sự chăm sóc của một người phụ nữ. Hôm sau trong buổi chơi bóng chày, Jim đã dạy cho con trai nhỏ của Lauren học cách chấp nhận thất bại và cố gắng đứng lên, chứ không phải là bỏ cuộc giữa chừng. Và cậu bé thật sự đã thành công. Nhưng đứa con trai lớn lúc này lại trái tới và tỏ vẻ không vui khi em trai mình quá thân mật với Jim. Trong lòng cậu bé chỉ có chỗ cho cha ruột thôi. Vì vậy bấy lâu nay cậu bé luôn cản trở mẹ tiến tới người đàn ông khác. Trong tâm trí cậu luôn mong cha mẹ sẽ quay lại với nhau. Thế là cậu đã thách Jim đấu một trận quyền anh như hai người đàn ông thực thụ và nghĩ rằng mẹ sẽ quen được một người đàn ông tốt hơn Jim. Nhờ đó mà cậu đã học được môn quyền anh và thậm chí còn hạ gục được Jim nữa. Thật ra cậu biết Jim cố tình nhường mình nhưng vẫn vui vẻ đã rồi tính sau. Lúc này, Lauren nhận được chiếc váy do Jim tặng và công nhận có anh ấy trong chuyến đi này cũng thật thú vị. Cô ấy tự tin diện chiếc váy Jim tặng để gặp mặt mọi người dưới đại sảnh. Đây đã là đêm cuối cùng rồi, bọn trẻ đều được chuẩn bị một bữa tiệc ngoài trời. Vì bên trong sảnh lúc này là chương trình chỉ dành riêng cho người lớn. Jim đã sắp xếp một buổi ngắm sao cực lãng mạn trong một căn chòi. Hóa ra anh ấy muốn bù đắp lại sự thất bại trong lần hẹn hò đầu tiên của hai người. Họ nhìn nhau đắm đuối như trái chuối rồi chuẩn bị trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Bỗng nhiên Jim dừng lại và nói anh không thể nào làm điều đó. Một lần nữa bị từ chối khiến Lauren vô cùng thất vọng. Sau chuyến đi này, Jim quyết định đến nhà Lauren và mang theo một bó hoa, nhưng anh lại gặp chồng cũ của cô ấy ở đó. Trong khi Lauren đi vắng thì người đàn ông nói rằng anh ta muốn quay lại với Lauren. Thế là hy vọng của Jim đã hết. Anh để lại bó hoa và lặng lẽ rời đi. Tuy vậy, từ bỏ không có trong từ điển của anh. Buổi thi đấu bóng chày của con trai Lauren, anh đã có mặt kịp thời để động viên cậu bé. Nhờ có Jim chỉ dẫn mà cậu bé đã đánh trúng bóng và chạy về vạch đích kịp thời. Trong khi đó, người là cha ruột của từ nhỏ có ý muốn quay lại với vợ và con trai lại không thực sự quan tâm đến họ. Hắn đã vắng mặt trong buổi thi đấu này. Lauren sau đó nói với Jim rằng cô không có ý định quay lại với chồng cũ. Thế là hai người họ vui vẻ đến với nhau và cả những đứa con cũng rất vui vẻ chấp thuận. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bộ phim tiếp theo. Hey, mọi người thấy video thế nào? Hãy cho Thỏ biết ở bên dưới phần bình luận nha. Còn nếu mà mọi người thấy hay thì hãy cho Thỏ một like và một subscribe để ủng hộ kênh của chúng mình trong những video sắp tới nha. Cảm ơn mọi người.